Bạn có biết xóa chàm càng sớm sẽ càng đạt được hiệu quả cao? Tại sao ư? Thứ nhất, tốc độ phục hồi da ở trẻ sẽ nhanh hơn so với người lớn. Thứ hai, điều trị sắc tố khi sắc tố chưa phát triển hết sẽ rút ngắn thời gian điều trị. Điều trị sớm sẽ cho kết quả càng sớm, sẽ giúp các bé tự tin hơn trong cuộc sống và học tập. Bé này đã xóa chàm thành công. Bé này nữa. Bé này nữa. Đặt lịch xóa chàm ngay cho con nào các phụ huynh ơi!